Thưa quý vị, vừa qua, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra giữa một xe tải hạng nặng và ba xe ô tô con trên đèo Mimosa, quốc lộ 20, cửa ngõ của thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. May mắn, vụ tai nạn không có thiệt hại về người nhưng đã khiến cho các phương tiện hư hỏng nặng. Đèo Mimosa bị ách tắc cục bộ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày mùng 3 tháng 3, xe tải 15 tấn mang biển kiểm soát 480.30 do tài xế Trương Trung Quý, 49 tuổi, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh điều khiển lưu thông theo hướng từ thành phố Đà Lạt về các tỉnh thành phố phía Nam. Khi đang xuống dốc đến khúc cua gần đèo Mimosa, vị trí km 2 735 gần cổng khu du lịch F, cánh đồng hoa, với tốc độ cao hơn bình thường, chiếc xe đã bất ngờ đâm mạnh vào xe taxi 4 chỗ và một con xe khác chạy cùng chiều phía trước. Chưa dừng lại, ô tô tải tiếp tục lao qua bên kia đường, đâm vào một chiếc xe bán tải rồi lật nhào về phía nhà kính bên vệ đường. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến cho ba xe ô tô hư hỏng. Chiếc xe tải gây tai nạn bị lật nghiêng nằm dưới mương thoát nước. Vụ tai nạn khiến cho đoạn đường đèo Mimosa bị ách tắc cục bộ. Ngay sau vụ tai nạn, Cảnh sát Giao thông tỉnh Lâm Đồng đã có mặt để xử lý hiện trường, phong tỏa đèo Mimosa, hướng dẫn các phương tiện đi hướng vòng qua hồ Tuyền Lâm để xuống đèo. Đến khoảng 14 giờ 30 phút, hiện trường vụ tai nạn cơ bản đã được giải tỏa, các phương tiện đã lưu thông một chiều, cảnh sát giao thông vẫn túc trực điều tiết các phương tiện. Lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc để cẩu chiếc xe tải ra khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ bước đầu tài xế và các vụ xe thông tin với cơ quan chức năng xe tải bị mất phanh cách điểm gây ra tai nạn khoảng một km theo một số người dân trong khu vực đoạn đường xảy ra tai nạn được trải một lớp nhựa đường từ trước tết nguyên đán quý mão để nâng cấp sửa chữa Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thảm nhựa, khi trời nắng nóng, nhựa đường chảy ra khiến cho các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Đèo Mimosa nằm trên tuyến quốc lộ 20, trước đây thường dành cho xe tải lên xuống thành phố Đà Lạt. Từ tháng 2 năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đóng đèo Brands song song với đường Mimosa để nâng cấp sửa chữa trong vòng một năm. Tất cả các phương tiện ra vào thành phố Đà Lạt về phía nam đều phải đi theo hướng đèo Mimosa. Lưu lượng phương tiện quá cao, tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, sự việc trên cũng chính là một trong những lời nhắc nhở mọi người cần chú ý hơn nữa khi tham gia giao thông. Việc tuân thủ quy tắc an toàn không chỉ bảo vệ chính mình mà còn là ý thức với cộng đồng.